Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới của Hey Fashion. Hôm nay chúng mình sẽ đem đến một chủ đề vô cùng ý nghĩa cho mùa đông, đó là top 5 dòng kem dưỡng da tay hiện đang bán chạy nhất trên thị trường. Về cơ bản thì những cái dòng kem dưỡng da tay đều có những cái thành phần giống nhau giúp dưỡng ẩm da tay cho người dùng. Tuy nhiên thì mỗi hãng sẽ có những thành phần đặc biệt riêng, sẽ có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Dòng kem dưỡng da tay đầu tiên là Camille Intensive. Đây là một dòng kem dưỡng da tay khá là nổi tiếng đến từ Đức. Theo như mình tìm hiểu thì mức giá trên thị trường hiện tại nó sẽ dao động từ 68 cho đến 80 nghìn cho một tuýp kem 100ml. Cùng mình soi bảng thành phần của dòng này nha. Bảng thành phần của loại này thì sẽ có chứa cái thành phần nổi bật đó là tinh chất cúc la mã. Và trong tinh chất cúc la mã thì mình sẽ thấy có chứa dầu bisabolol. Đây là một loại dầu rất là tốt giúp ngăn ngừa và giảm cái tình trạng gây mụn trên da. Đặc biệt dòng này thì sẽ không có chứa cồn, không chứa dầu khoáng, không chứa paraben. Nó sẽ hạn chế tối đa cái nguy cơ gây kích ứng cho da. Cùng mình test chất kem của dòng Camille. Chất kem của dòng Camille thì mình thấy nó sẽ hơi đặc nhẹ một chút. Khi mà tán ra thì mình thấy rất là dễ, thấm vào tay rất là nhanh. Sau khi kem đã thấm vào tay rồi thì mình thấy là nó sẽ không để lại cái độ vết rít ở trên tay của mình này. Mình cầm đồ vật thì mình thấy nó cũng không có quá là khó chịu. Và tay của mình thì sẽ mềm hơn, được cấp ẩm tức thì. Trong bảng thành phần thì nãy mình có để ý thì dòng này sẽ có chứa hương liệu. Vì thế nên là về mùi thì mình thấy nó sẽ hơi nồng một xíu. Nó sẽ giống như là cái mùi xà phòng mà sau khi bạn đã rửa tay xong ấy. Với cái mức giá 68 cho đến 80 nghìn cho một tuýp kem 100ml thì mình nghĩ là đây là một sản phẩm đáng mua. Và các bạn có thể sử dụng để dưỡng cả ban ngày và ban đêm. Ban đêm thì các bạn bôi một lớp dày hơn một chút, còn ban ngày thì mình có thể bôi một lớp mỏng hơn một xíu nha. Dòng kem dưỡng da tay thứ hai đến từ nhà Frodia. Đây là một dòng kem dưỡng da tay khá là nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Giá trên thị trường hiện tại thì nó sẽ dao động từ 60 cho đến 65 nghìn cho một tuýp kem 30ml. Cùng mình xem bảng thành phần của dòng này nha. Bảng thành phần của dòng này thì nó sẽ có chứa shea butter. Đây là một loại bơ hạt mỡ giúp có tác dụng là dưỡng ẩm. Ngoài ra thì mình thấy nó sẽ có chứa rất là nhiều tinh chất nước quả ép này và dầu hạt quả đến từ nho, dâu, xoài, bưởi, cà chua. Hay là có cả mật ong nữa, nó sẽ giúp kiểu dịu nhẹ hơn với da tay của mình. Cùng mình test chất kem của dòng này nhá. Chất kem của dòng này thì mình thấy nó sẽ đặc hơn dòng Camille một xíu. Khi mà tán ra thì mình thấy là nó rất là dễ tán và cũng thẩm thấu rất là nhanh vào tay của mình. Tay của mình thì được cung cấp cái độ ẩm tức thời. Và một điểm cộng nữa là nó sẽ không để lại cái độ bết rít khi mà sau khi mà kem đã thấm vào da tay của mình rồi. Dòng Furia thì nó sẽ có rất là nhiều mùi khác nhau cho bạn có thể lựa chọn. Và hôm nay mình dùng một cái bản mùi dứa thì mình thấy là mùi của nó rất là thơm, thơm rất là dịu, rất là nịnh mũi của mình ấy. Bạn nào mà mình muốn dưỡng ẩm bằng cái tinh chất hoa quả và muốn mà có tay mình có hương thơm nhẹ một chút thì mình có thể cân nhắc tham khảo sử dụng cái dòng của nhà Furia nha. Sản phẩm kem dưỡng da tay thứ ba là một dòng sản phẩm đã có mặt rất lâu trên thị trường. Mình nhớ là từ khi mà mình còn bé thì mẹ mình đã dùng cái dòng này cho gia đình vào mỗi mùa đông. Và mọi người thường gọi nó với một cái tên rất là thân thuộc, đó là Q10 đến từ Nhật Bản. Giá trên thị trường hiện tại thì nó sẽ dao động từ 80 cho đến 150 nghìn cho một tuýp kem 80g. Mình thấy trong bảng thành phần của dòng này thì nó sẽ có chứa 3 loại dầu biểu bì, cụ thể là dầu jojoba, dầu hạnh nhân và squalene. Squalene là một loại dầu tự nhiên giống như cái loại dầu ở trên da tay của mình. 3 loại dầu này thì nó sẽ có tác dụng là giúp dưỡng ẩm và chống oxy hóa cho tay. Ngoài ra thì nó sẽ có chứa thêm niacinamide giúp da mịn hơn và giảm độ thoát nước ở trên da của mình. Đồng thời mình thấy có một thành phần rất là đặc biệt đó là coenzyme Q10. Nó sẽ có tác dụng là giúp dưỡng trắng cho da tay của mình. Chất kem của dòng này thì nó sẽ ở dạng gel queen. Khi toa lên tay thì mình thấy là chất kem thấm khá là nhanh vào tay này. Và sau khi mà thấm vào tay rồi thì nó sẽ không để lại cái độ bết rít ở trên da tay của mình. Tay của mình thì sẽ được làm mềm hơn và cấp ẩm hơn rất là nhiều. Dòng này thì nó có một ưu điểm đó là nó sẽ không có mùi, phù hợp với những bạn nào mà mình không thích là trên tay của mình có quá là nhiều mùi. Mình nghĩ là Q10 sẽ phù hợp với những bạn nào mà mình vừa muốn dưỡng ẩm vừa muốn dưỡng trắng. Tuy nhiên thì cái tác dụng dưỡng trắng mình nghĩ nó sẽ có tác dụng trong một thời gian dài, chứ nó sẽ không có tác dụng ngay tức thời. Sản phẩm kem dưỡng da tay thứ tư là một dòng kem dưỡng da tay đến từ thương hiệu Hamatomoji, một thương hiệu khá là nổi tiếng đến từ Nhật. Mức giá trên thị trường hiện tại thì nó sẽ dao động từ 55 cho đến 80 nghìn cho một tuýp kem 65g.
cùng mình soi bảng thành phần của dòng này nhé. Bảng thành phần của dòng này thì nó sẽ có chứa tinh chất hạt ý dĩ giúp dưỡng ẩm sâu và làm mềm tay. Ngoài ra thì nó có chứa thêm squalene. Như mình nói thì squalene thì nó sẽ là một cái loại dầu, nó sẽ giống như cái loại dầu tự nhiên trên da của mình, có tác dụng dưỡng ẩm. Và bên cạnh đó thì sẽ có chứa thêm cả chiết xuất hạt lúa mạch ngọc trai, có tác dụng là dưỡng trắng cho tay của mình. Mình khá là thích cái mùi thơm của cái dòng này, bởi vì cái mùi của nó là mùi thơm của hoa ý dĩ, mùi rất là dịu. Chắc cái một dòng Hatomoji nó sẽ ở dạng gel lỏng. Khi mà bôi lên tay thì mình thấy có một cái cảm giác đầu tiên nó là rất là mát. Thoa ra tay thì kem tán rất là dễ này, thấm rất là nhanh vào tay của mình. Và sau khi đã thấm vào tay rồi thì nó sẽ không để lại cái cảm giác bết rít, mà chỉ mang lại một cảm giác rất là mềm mịn cho tay. Nếu mà bạn nào muốn vừa dưỡng ẩm vừa dưỡng trắng cho tay của mình thì có thể cân nhắc. Sản phẩm kem dưỡng da tay cuối cùng là một sản phẩm nội địa Trung đã từng làm mưa làm gió trên thị trường ngay mà khi nó ra mắt. Đây là một sản phẩm đến từ nhà Makecrete. Đã khá là sốc khi mà mình tham khảo cái mức giá của dòng này, bởi vì nó chỉ dao động 35.000 cho 10 tuýp kem như thế này với cái dung tích rất là lớn. Soi bảng thành phần ấy thì mình thấy bảng thành phần của dòng này khá là đơn giản. Nó sẽ có chứa những cái thành phần giúp dưỡng ẩm da tay cơ bản như là dầu khoáng, glycerin, và sẽ có chứa những cái chiết xuất nó hương hoa này và những cái thành phần hương liệu. Dòng này thì nó sẽ có rất là nhiều mùi khác nhau. Tuy nhiên thì mùi của nó thì nó sẽ hơi nồng hơn một chút và nó sẽ không quá là rõ rệt. Khi mà mình test chất kem của dòng này thì mình thấy chất kem nó đặc nhất trong những năm dòng mà mình vừa test. Khi mà mình thoa lên tay ấy, thì mà mình thấy cái chất kem của nó hơi khó tán hơn một chút này, và cái tốc độ thẩm thấu vào da tay nó sẽ chậm hơn so với những cái dòng mà mình đã thử trước đây. Mình nghĩ đây là một cái sản phẩm phù hợp với những bạn học sinh sinh viên, và nó sẽ có tác dụng dưỡng ẩm mang tính tạm thời. Các bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng nếu như mà tay của mình không quá khô, hoặc là vào những ngày mà không quá hanh khô. Cuối cùng, nếu các bạn tìm một cái sản phẩm giúp để dưỡng ẩm này có hương thơm dịu nhẹ và có nhiều cái chiết xuất từ thực vật giúp làm dịu hơn cho da tay của mình ấy, thì có thể cân nhắc Camille Intensive và Furia. Mình thấy cái tác dụng dưỡng ẩm ở hai cái dòng này ở mức ổn. Các bạn có thể sử dụng cả ban ngày và ban đêm. Nếu các bạn nào muốn sử dụng một cái dòng vừa dưỡng ẩm vừa dưỡng trắng thì nhớ là không được bỏ qua Hatomoji và Q10. Hai dòng này thì nó sẽ có thêm những cái thành phần giúp dưỡng trắng cho da tay của mình. Tuy nhiên là cái tác dụng này nhớ là nó sẽ không mang tính ngay và luôn. Nếu ngân sách của bạn khiêm tốn và bạn chỉ muốn tìm một cái sản phẩm mang tính bình dân thôi thì có tác dụng dưỡng ẩm, thì mình nghĩ là bạn có thể tham khảo sang nhà Makecrete, một sản phẩm nội địa Trung khá là hot hit trên thị trường nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mong rằng những thông tin hôm nay chúng mình chia sẻ sẽ có ích cho các bạn trong mùa đông tới. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Hay Fashion.